cán bộ sợ trách nhiệm có xu hướng giải thích tiện cho mình. 16.000 giáo viên bỏ nghề, Bộ trưởng đề nghị cơ chế để người dạy đủ sống. Cán bộ sợ trách nhiệm có xu hướng giải thích tiện cho mình. Thưa quý vị, về việc một số nơi cán bộ có biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh công việc trong công tác, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, một số nơi có xu hướng giải thích theo hướng tiện cho mình hoặc hiểu về pháp luật còn chưa thống nhất, có tình trạng hành chính hóa. Sáng 15 tháng 8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Tư pháp. Đặt câu hỏi chất vấn, đại biểu Trịnh Minh Bình, Đoàn Vĩnh Long cho biết, theo báo cáo của Bộ Tư pháp, hiện nay có một số nơi cán bộ có biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh công việc trong công tác tham mưu xây dựng thể chế. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng chỉ rõ nguyên nhân chính của vấn đề và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Bên cạnh đó, báo cáo của Bộ Tư pháp có nêu quy định về thẩm quyền trách nhiệm trong kiểm tra văn bản chưa thực sự rõ ràng hợp lý. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân của tình trạng này và chỉ ra các giải pháp để nâng cao năng lực hiệu quả trong công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, qua đó tránh tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thừa nhận tình trạng sợ trách nhiệm là có và không chỉ ở Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, để lượng hóa việc này rất khó. Bộ trưởng Bộ Tư pháp nêu rõ, Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói nhiều về khâu yếu của chúng ta là tổ chức thi hành pháp luật. Dù không thể bao quát hết các nội dung, ông Lê Thành Long phản ánh thực tế. Nhiều khi do không xem xét vấn đề trong tổng thể nên cứ nói do pháp luật. Báo cáo giả soát cũng nói đó là vướng mắc nhưng trên thực tế, nhiều cái không phải như vậy. Bên cạnh đó, một số nơi có xu hướng giải thích theo hướng tiện cho mình hoặc hiểu về pháp luật còn chưa thống nhất, có tình trạng hành chính hóa. Bộ trưởng Lê Thành Long nêu rõ, những yếu tố đó cộng với ảnh hưởng của việc nọ việc kia nên các bộ ngành chưa chủ động. Có những trường hợp cực đoan như đáng lẽ ban hành thông tư như trình tự bình thường song cứ trao đi đổi lại về việc làm theo thủ tục rút gọn. Việc này là mất 4 đến 5 tháng để quyết định xem có rút gọn hay không thì thà làm chính thức ngay từ đầu, ông Long cho hay. Ông Lê Thành Long cho biết, Bộ Nội vụ được giao ra nghị định về bảo vệ người dám nghĩ dám làm nhưng còn nhiều vấn đề cần giải quyết bởi đây chỉ là nghị định, còn những vấn đề liên quan lại ở tầm luật. Đại biểu Hoàng Ngọc Định, Đoàn Hà Giang cho biết, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 04 NQCP về đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước. Tuy nhiên, trong thực tế, một số văn bản quy phạm pháp luật có giao địa phương thực hiện phân cấp, một số văn bản không giao phân cấp nên thực tiễn xuất hiện một số vấn đề. Theo đó, nếu chỉ thực hiện phân cấp trong phạm vi được giao tại văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương sẽ không đẩy mạnh được hoạt động phân cấp như mong muốn. Chính vì vậy mà đại biểu cho rằng cần thiết phải có văn bản quy phạm pháp luật, quy định riêng về phân cấp để tạo cơ sở pháp lý cho địa phương đẩy mạnh hoạt động này đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm về đề xuất giải pháp đã nêu trên. Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, việc khó là các quy định về phân cấp phân quyền nằm rất nhiều ở các luật chuyên ngành như đất đai, tài chính, đầu tư. Vì vậy mà trong quá trình phân cấp phân quyền, có chỗ về thẩm quyền cách làm nhưng thủ tục không có nên đây là cái vướng. Giờ nếu có văn bản riêng về phân cấp nữa, sẽ khó sàng lọc được các nội dung đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành, ông Long nói. Theo Bộ trưởng, quan trọng là thể chế hóa tốt hơn quy định hiến pháp, chiếu từ phân cấp gốc, tức là phân cấp trong luật tổ chức chính trị, chính phủ, tổ chức chính quyền địa phương. Như vậy, trong quá trình sửa đổi bổ sung các luật chuyên ngành và đặc biệt là về thẩm quyền của từng cấp, từng chức danh, có thể đó sẽ là giải pháp khả thi hơn trong giai đoạn hiện nay. Giáo viên bỏ nghề, Bộ trưởng đề nghị cơ chế để người dạy đủ sống. Thưa quý vị, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá chính sách đãi ngộ với giáo viên chưa đủ hấp dẫn. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo kiến nghị đảm bảo điều kiện đổi mới giáo dục, làm sao để giáo viên đủ sống bằng nghề. Việc giám sát chuyên đề kết quả thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong phiên họp thứ 25 chiều ngày 14 tháng 8. Báo cáo kết quả giám sát, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh lưu ý nhiều nội dung liên quan đến đội ngũ giáo viên. Theo đoàn giám sát, việc xây dựng củng cố đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục là một trong những yếu tố then chốt đảm bảo cho sự thành công của việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.
Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu, số lượng giáo viên chưa đáp ứng được định mức theo quy định. Tình trạng thừa thiếu giáo viên diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương, nhất là giáo viên dạy các môn tích hợp, môn học mới như tiếng Anh, tin học, âm nhạc, mỹ thuật. Ông Vinh cho rằng tình trạng này chậm được khắc phục do nhiều nguyên nhân. Bên cạnh đó, việc bố trí biên chế tuyển dụng, hợp đồng điều chuyển giáo viên, xây dựng đề án vị trí việc làm còn khó khăn. Chính sách chung về biên chế, lương so với mức sống tại thành phố không phù hợp nên khó tuyển dụng giáo viên. Cả nước còn thiếu 106.945 giáo viên, trong đó thiếu 62.877 giáo viên phổ thông, trong khi đó giáo viên thừa cục bộ 5.091 người. Theo báo cáo của đoàn giám sát, cũng theo tính toán của đoàn giám sát đến năm học 2024-2025, cấp tiểu học còn thiếu 6.621 giáo viên tin học và 5.780 giáo viên ngoại ngữ. Cấp trung học cơ sở thiếu 6.631 giáo viên môn lịch sử và thừa 375 giáo viên địa lý. Ngoài ra, theo ông Vinh, chỉ tiêu phân bổ giáo viên cho đa số địa phương thấp hơn nhu cầu thực tế, gây khó khăn cho việc dạy 2 buổi một ngày đối với cấp tiểu học. Theo đánh giá của đoàn giám sát, chế độ chính sách đãi ngộ với giáo viên chưa đủ sức hấp dẫn. Năm học 2021-2022, cả nước có 16.265 giáo viên nghỉ việc, chuyển việc ra khỏi ngành giáo dục. Đoàn giám sát lưu ý hoàn thiện hành lang pháp lý, thống nhất về chính sách tuyển dụng, đãi ngộ, sử dụng quản lý đội ngũ giáo viên, thực hiện tốt việc phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế giáo viên theo quyết định số 72 của Bộ Chính trị. Cùng với yêu cầu sửa đổi các quy định về chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi, thu hút đào tạo bồi dưỡng đối với nhà giáo, đoàn giám sát đề nghị nghiên cứu cơ chế chính sách điều động, luân chuyển giáo viên để giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Liên quan đến nội dung này, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nghị quyết riêng để thúc đẩy đổi mới giáo dục. Theo ông Sơn, cần có nhất lúc này là một nghị quyết giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị và trình Chính phủ, trình Quốc hội các phương án tăng cường các điều kiện đảm bảo cho đổi mới giáo dục, đặc biệt và quan trọng nhất làm sao cho đủ giáo viên, làm sao thu nhập đủ để giáo viên thực sự sống bằng nghề. Nhân tố quyết định thành công đổi mới là yếu tố con người, là thầy cô giáo, giới hạn của số lượng và chất lượng nhà giáo, giới hạn của năng lực và trình độ của nhà giáo là giới hạn của đổi mới và giới hạn chất lượng giáo dục, ông Sơn nói. Cũng đề nghị làm rõ thực trạng thừa thiếu giáo viên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, việc này chưa được giải quyết triệt để và ngay trong từng trường cũng có việc vừa thừa, vừa thiếu giáo viên. Trong từng trường thiếu giáo viên dạy môn này, thừa giáo viên dạy môn khác, nhưng không thể nào lấy giáo viên dạy tự nhiên sang dạy xã hội, không thể lấy giáo viên dạy văn sang dạy toán được. Chủ tịch Quốc hội đề nghị có giải pháp cho tình trạng này. Trong giai đoạn năm 2022-2026, Bộ Chính trị đã đồng ý bổ sung 65.980 biên chế giáo viên, trong đó bổ sung 14.835 giáo viên phổ thông trong năm học 2022-2023.